Vâng, cho Son vào Babylon. Sau khi chim vừa chat là cho Son thì bây giờ chim cầm cho Son thật. Ê, nó mới ảo. Vâng, nếu như mà đánh đời 4 trận này thì Babylon không có cửa. Tôi nói thẳng luôn. Chim đánh beng beng. Vâng, Z điên của cho Son. Và nếu mà hai game thủ mà thỏa thuận, nếu như mà trận này mà chim sẻ mà và game thủ xi măng, nếu như trận này mà xi măng và chim mà thỏa thuận đánh đầy 4 khoảng tầm phút thứ 30 mà đánh thì mọi chuyện nó sẽ là khác biệt. Nhưng mà thôi, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu thôi. Chém gió như vậy là đủ rồi. Chim vừa tìm thấy một bãi hiêu, một bãi quả và một con voi. Còn gì nữa không? Mọc nốt ra đi để cho chim ăn luôn một thể cho nó nhanh. Xong. Hai cánh rừng là siêu đẹp. Nhà đã có ngay hai bãi vàng. Úi, voi nữa đây rồi. Câu về ngay, không có nhiều. Thôi, có một con thôi, không có nữa đâu. Úi rồi. Hình như là chim đang đẻ ra voi thì phải. Trong pha vừa rồi thì có lẽ là chỉ có một con, nhưng mà vừa rồi chim đã dò thêm và em tìm thấy con nữa. Pha này câu hai voi kiểu gì chết dần. Cá luôn. Câu một con thôi. Vâng. Đây, vào đến đây thì phi con này. Nhưng mà thôi, cứ từng con một về là được rồi. Bây giờ là phải chắc cú. Không được như Van Lớp. Vâng, Van Lớp đánh chủ quan quá. Anh đã bị về nhà ngồi chơi xơi nước và xem qua web rồi. Từ đấy, nhiều voi cái là lại chết dần. Một bãi quả kia khả năng là bãi quả 6 cây. Xếp thẳng như thưa kẻ bộ giáo dục. Đây là 5 con hiêu. Thôi, có con nào ra trước thì cho nó về trước. Đây là một chiếc ghét nhân đôi. Đây là 4. Vâng, 4 con hiêu. Vâng, câu con voi thứ hai. Câu về. Vâng, 2-3 dân và con voi thứ 3 về nhà chính của chim. Như vậy là em vẫn quyết định đóng thêm nhà dân và xin thêm dân. 25 dân rồi. Một chiếc ghét nữa. Cũ từ đây. 26 dân. Và một bài 27 trừ 1 dân của game thủ chim sẻ nám và kích đời ở cuối 7 đầu 8. Liệu có quá... Vâng, bài này liệu có quá chủ quan quá hay không? Nếu như mà game thủ xi măng mà cung nhà đánh cung thì không biết thế nào mà lần. Có một con voi đang nằm ở nhà chính nhưng chim không ăn. Vẫn chưa hiểu. Hình như là em đang muốn ép gỗ thì phải. Ăn voi đi. Chuẩn bị đóng các nhà điều kiện của mình thôi. BM và BL. Vâng, một bài mà 28 trừ 1 dân. K
kích đời ở 10 phút bao nhiêu? 10 phút bốn mấy? 10 phút 39 giây. Chính xác là một bài mà vâng 27 trừ 1 dân trước khi lên đời và sau khi lên đời em cộng thêm 1 dân. Đó chính là một cái bài mà cho Son mắc vinh. Nói chung là nói về trận này ép đời thì không thể nào mà phụ hơn chim nữa rồi. Một dân ở bài gỗ đang chơi. Vâng, đã làm việc rồi. Một trận đấu mà kích đời với 28 dân. Nhưng mà vâng, nó chả khác gì khoảng tầm 23-25 dân. Không biết là em đã nâng chặt gỗ hay là nâng đào vàng hay chưa. Nâng công. Vâng, đánh thẳng A. Quá liều lĩnh cho game thủ AV xi măng. Hai BL luôn. Như vậy là một bài trâu chém và không đánh phù. Khi mà biết được nhà game thủ xi măng anh chơi thẳng cung, không hở đâu. Vâng, đã kín rồi. Lúc nãy con dân nó đã quay đầu ngược lại. Con cung tê nằm sàn. Vâng, hai BL vậy chảy đều. Mid E. Hôm nay chim đánh rất là nhiều lỗi mid E. Nhà của game thủ xi măng rất gần nhà của chim. Thằng dân đang xây nhà nằm xuống tiếp. Vâng, chọc trước thằng dân là nốt. Thôi thế thôi, thế thôi. Vâng, chế là đủ rồi. Bây giờ thì hai chém này vã lên. Vâng, lại còn có một đạo dân đi ăn hoang nữa. Thế này thì lực của chim thì phải siêu khỏe. Cứ phải gọi là siêu khỏe. Đóng chiếc bế ăn hoang. Hai BL sóc đều như bắt tranh. Cung giờ ra lúc này cũng quá muộn màng rồi, tranh ngựa giò đi. Chim để mất con ngựa giò rồi. Ba mươi sáu trên 40. Với chỉ có vài ăn cung giờ, với chỉ mới vài ăn cung giờ như thế này thì làm sao game thủ xi măng có thể công được vào nhà chim? Mặc dù dân của chim chưa có bánh xe nhưng mà lượng ngựa chém của em đang là rất nhiều. Chạy đâu vậy ấy? Không vậy. Úi giời, pha này mà giải e thì thôi, nằm chặt luôn. Có lẽ chim cũng không chơi cái bài ấy đâu. Đánh cái bài đấy thì nó phải gọi là một lần sau chả có ai chơi với em nữa. Một bài lực đánh 28 dân và lực khỏe của chim. Bây giờ thì các công nghệ các kiểu đã nâng hết rồi. Chặt gỗ cũng như là đào vàng đã có cả rồi. Úi giời, lại có bãi vàng nữa ở đây cơ. Cũng giờ đẩy bao nhiêu sang đây bằng hệ bằng ít hết. Chim sẽ chém hết luôn. Cho Son trâu chém. Cung giờ của Babylon này thì làm gì có cửa trước một vài trâu chém của Cho Son. Chém 4 đã được kích vâng từ rất sớm. Thôi bây giờ thì quay về mà chắc ruộng ở nhà thôi. Chả cần phải đi ăn hoang nữa làm gì có khổ cả. 2BL chạy đều. Tham 44 trên 60. Có lẽ tham chim còn to cả tham game thủ xi măng lúc này cơ. À vâng, bây giờ thì lại có phù thủy. Nhưng mà quá muộn màng rồi anh ạ. Bây giờ nếu như mà game thủ xi măng chuyển phù thì anh cũng làm gì có lực mà xóc anh nhạc cung nữa. Cho Son đã bắt đầu chơi một bài đóng A. Cho Son đóng A rồi. Rất hay. Ngựa đã là chém 4 như thế này thì khó có thể sửa được. Chim đang xếp hình cho chém để có thể chém được cái E này. Vâng, một pha vẩy xịt. Đi ở bãi gỗ của game thủ AV xi măng. Một pha vẩy E trước, không được, lại là một nhà gì đây?
Đó là một nhà BS của nguyên thủ xi măng. Bây giờ bắt đầu chuyển sang cung A một áo rồi thì phải. Cung A một áo. Vâng, một nhà anh trong bốn con. Chuyển cung A một áo quá chắc cốp. Còn con chém nữa ở đây. Vâng, bây giờ thì cứ ở nhà mà sóc giờ ruộng mà lên sóc đều cung A và sau đó lên 4 thôi. Chả cần phải làm gì nữa cho nó khổ cả. Vàng ở nhà có một đống luôn. Ít nhất là có 3 bãi vàng cạnh nhà của em. Đóng thêm một nhà nữa, đúng rồi. Đi dò dân ăn hoang của game thủ AV xi măng đi. Lúc nãy xi măng chạy một đạo dân khoảng tầm 7-8 con đi rồi. 3-4 con cung giờ, không nhiều. Chém ở trong đẩy ra. Vâng, bây giờ thì AV xi măng lại đang đâm y. Vâng, chim đang đâm y. Thế nhưng mà bây giờ là có cung A rồi. Đạo chém đang quay về không? Vâng, phù bây giờ mới lên. Vâng, thế là tất cả chỗ y này nằm dàn hết. Y của trò son không phải là loại y tuyển. Cứ tưởng, à y của baby. Cứ tưởng là game thủ chia sẻ nàng sẽ đánh châu y, à châu chém và game thủ xi măng chuyển sang vài đâm y. Thế nhưng mà anh đã nhầm. Chim rất tỉnh đòn. Chuyển ngay không ai một áo. Đúng là một người mà một game thủ tân đồng của Việt Nam em đọc thế trận là cực kỳ hay. Đọc thế trận rất tốt. Trong pha này thì đây là hai đạo quân chặn ở hai đầu. Cứ cho người ta hú một con chém cũng được, chả sao cả. Bây giờ thì lực quá khó cho game thủ Vinh AV xi măng rồi. Lực của chim đang rất khỏe. Đen con chém đi luôn, đúng rồi. Thế thôi. Vâng, thôi nghỉ nhà mình quá, tôi quýt luôn đi anh ơi. Này. Nói chung là game thủ xi măng tôi đánh giá là không có một ý chí chiến đấu cao. Lần trước ở trong giải AC thì anh cho xin thực của chim, sau đó thì quýt. Và trận này thì cũng xin nghỉ. Có lẽ là mà vâng, xi măng cần phải cố gắng hơn. Chúng ta cùng chờ đợi đến trận đấu tiếp theo.